Kính chào cô bác anh chị và các bạn. Hôm bữa thì chúng tôi đi hái rau trại ở dưới cái suối này cô bác anh chị, thì có một cái ổ ong vò vẽ này đóng ở dưới mấy cái bụi. Bây giờ để quay lại cái chỗ đó coi thử coi nó còn không nha cô bác anh chị. Bữa hổm thì hái rau trại ở đây thì bị chích khoảng 4 mũi cô bác anh chị. Thì hôm nay quay lại coi thì như thế nào, coi ổ ong còn hay là rau trại ở đây thì quá trời luôn cô bác anh chị, họ đọt non quá trời nè đó. Nhưng mà có cái ổ ong ở đây thì bà con không có dám hái sợ nó chích đó. Cũng có cô bác anh chị hái nó bị nó chích nên biết cái chỗ này. Bây giờ là cái ổ này nó động dữ lắm rồi. Kế con suối nè cô bác anh chị. Kế con suối. Cái ổ ong nó nằm ở trong cái lùm này nè cô bác anh chị. Bây giờ để đi lại gần thôi, như thế nào nha cô bác anh chị. Đó đó, có con ong bay về cô bác anh chị thấy không? Cái này người ta kêu bằng ong mặt quỷ cô bác anh chị. Đó cô bác anh chị thấy ong bay về không? Trời ơi, ổ ong quá to luôn cô bác anh chị ơi. Cô bác anh chị thấy không? Nó đang bay ra. Nó đang bay vô bay ra. Đó cô bác anh chị thấy không? Để zoom gần lại cho cô bác anh chị thấy nha. Đó. Ghê chưa? Hướng sát nó khoảng gần 1 mét nó bay ra bay vô cô bác chị. Đó, cái miệng hang của nó nè. Cô bác anh chị thấy cái ổ bự kinh khủng không? Giờ cũng không dám nói chuyện nhiều nữa cô bác anh chị ơi, sợ nó động. Cô bác anh chị thấy nó bay ra bay vô không? Đó, nó bay về bay ngang luôn mà. Là tại mình không chưa có động tĩnh gì nên con ong nó ấy, nó không có hỏi thăm. Nó mà hỏi thăm thì phải chạy thôi cô bác anh chị. Đó cô bác anh chị thấy cái lỗ bù ghê không? Đâu rồi, đà đây. Đó. Ủa, có mấy con cái gì ta, mấy con rắn mối nó chạy ngang. Bây giờ nó động nó chạy ra quá trời luôn cô bác chị. Bò ra một nuôi nè. Bây giờ mà nếu mà nó giọt ra chúng tôi phải chạy thiệt là nhanh luôn. Hồi nãy có mấy con rắn mối nó chạy ngang nó làm động cái ổ nè. Bây giờ nó chạy ra một nuôi, bay ra một nuôi này mà nó phát hiện một cái là thôi tiêu luôn cô bác chị. Có hai con rắn mối nè, hai con rắn mối này nó không có duyên gì hết trơn á. Nó dí nhau, nó cắn, nó chạy ngang, đang quay mà nó chạy ngang cái ổ á, làm động con ong bay ra quá trời luôn cô bác anh chị. Cô bác anh chị thấy cái ổ, cái lỗ không? Đen đen á. Chúng tôi chỉ quay cho cô bác anh chị xem thôi chứ chúng tôi cũng không có bắt nữa. Cái ổ này quá to luôn cô bác anh chị ơi. Ổ này... đó zoom gần á, nên cô bác chị thấy nó to ha. Để zoom xa xa, nói chung là cũng rất là to. Bây giờ thì là khoảng 5 giờ rưỡi tối rồi. Thì còn chút xíu nữa mặt trời lặn. Đây. Ở mặt trời thì lặn rồi cô bác anh chị, mà chỉ còn cái ánh nắng, ánh sáng á nè. Còn một chút ánh sáng khoảng chừng 15 phút nữa thôi là tối thui rồi cô bác anh chị. Trời thì rất là mây. Đó thì bây giờ thì có vẻ là yên tĩnh nên chúng tôi quay cho cô bác anh chị thấy được cái ổ ong mật. Ê, không phải ổ ong mật mà ổ ong bò vẽ.
Có người thì nói là ổ ong mặt quỷ, có người thì nói ổ ong lỗ. Đó, có nhiều cái tên gọi khác nhau. Đó, cụ bác anh chị thấy không? Rồi nó đang bay ra hướng hướng chúng tôi luôn á. Nhưng mà tại vì tôi chưa có làm gì hết nên nó vẫn để yên. Và cũng không dám làm gì nữa cô bác anh chị ơi. Cái ổ rất là to luôn cô bác anh chị ơi. Zoom gần hết cỡ cho cô bác anh chị xem ha. Coi như bây giờ nó đang làm gì, có con ong nó có con ong ở trên cái miệng miệng tổ á, con đó là con lính canh á. Nếu mà nó mình làm gì động tĩnh mà con đó nó phát hiện là coi như là cả tổ nó biết hết. Đó, hai con canh á, hai con ba con mà đang đậu ở bên ngoài vỏ vỏ tổ ong á là nó đang canh đó cô bác anh chị. Mấy con đó là rất là nhạy. Nó đi thám thính. Còn những con ong mà đi xây tổ đó, đi lấy mồi vậy thì cứ bay ra bay vô liên tục. Ủa, cô bác anh chị thấy nó bay ra bay vô liên tục đó. Đó, có con ong, con ong nó hỏi thăm nè. Nó bay ngang cái điện thoại của chúng tôi luôn, bay ngang người chúng tôi luôn cô bác anh chị. Nhưng mà chúng tôi có một số kinh nghiệm nên đứng im và không làm gì cả thì nó đó, nó bay về quá trời luôn nha cô bác anh chị, thấy không? Nó bay về quá trời luôn đó. Bây giờ nó sau một ngày đi kiếm ăn thì bây giờ nó đã bay về. Nó bay ra hướng cái điện thoại luôn cô bác anh chị, không bay ngang. Đó, cô bác anh chị thấy không, nó bay ngang á. Khi mà nếu mà ong nó chưa phát hiện mình á cô bác anh chị thì cô bác anh chị đứng im. Nhưng mà khi nào nó phát hiện được rồi nha cô bác anh chị thì cô bác anh chị hãy nhớ là chạy được bao nhiêu thì hãy chạy, tại vì nó có được cái mùi của mình rồi, nó tấn công mình rồi thì nó cứ theo cái mùi đó và nó tấn công, cho dù mình đứng im nó cũng phát hiện ra nha cô bác anh chị. Còn lúc mà nó chưa có phát hiện được mình đó thì có thể mình đứng im đó. Nó thấy không cô bác anh chị, thấy nó bay ngang cái điện thoại chúng tôi luôn, bay ngang người chúng tôi luôn. Chúng tôi đang cản cái đường bay về tổ của nó đó. Đó cô bác anh chị thấy không? Rồi có những cái đó, nó bay ra liên tục luôn cô bác anh chị. Có hai con rắn mối, con đực cái hay sao đó, nó cứ dí nhau. Đang quay yên tĩnh mà tự nhiên cái nó chung qua cái ổ này nè cô bác anh chị. Cái làm đó của anh chị không, nó cái hắt lưng nó màu vàng, cái đít nó màu đen, cái đầu màu cũng màu đen, có cái ngay chỗ gần cái eo của nó đó, là nó màu vàng, ta kêu bằng ong hắt lưng hay là ong vò vẽ thì cũng nó. Rồi có loại nó làm ở dưới lòng đất luôn cô bác anh chị. Đó, nó bay ngang ngang đầu chúng tôi luôn cô bác anh chị, thấy ghê chưa? Để quay cho chia sẻ với cô bác anh chị biết, và cô bác anh chị nào có hái ra rau trại láng này thì cũng né cái ổ này ra nha, chứ lỡ mà hái trúng cái chỗ này á cô bác anh chị thì nguyên một đàn nó dí ra là không kịp. Và ở đây có một cái suối nè, mà cô bác anh chị nào lỡ mà bị nó phát hiện á thì nhảy xuống suối và tìm cái chỗ nào sâu nhất và lặn ở dưới nước và lặn đi chỗ khác như cô bác chị, lủi vô bụi vô gì cũng được, xong rồi tìm đường thoát, chứ mình đừng có lặn dưới nước rồi mình nằm chỗ hơi hết hơi hơi không còn hơi thì mình ngóc lên thì nó cũng rà rà ở trên mặt nước rồi, rồi nó cũng phát hiện mình nữa rồi, tức là nó đã thấy được mục tiêu là thế nào nó cũng bám theo tới cùng, trừ khi là mình
mình làm cách nào đó mình nhanh chân mình chạy thoát được. À, ngày xưa chúng tôi lúc mà rừng chòi chòi còn nhiều á, loại ong này rất là nhiều. Cứ mỗi đêm là vậy là có thể là đi bắt khoảng 3-4 ổ á, cô bác anh chị. 3-4 ổ vậy. Và con nhiều, rất là nhiều đây, những con này nó bay ra ra. Cô bác anh chị thấy nó bay ra ra trước cái sát luôn cái màn ảnh điện thoại. Và từ cái điện thoại này đến cái ổ là khoảng cách là 1 mét nha cô bác anh chị. Khoảng cách chừng 1 mét thôi. Lúc nào cũng có thấy ong bay ra bay vô. Và có những cái con ong nó đi kiếm ăn xa, kiếm ăn xa đó cô bác anh chị. Thì trong ngày nó cũng không có bay về kịp. Rồi qua ngày hôm sau nó sẽ bay về nha cô bác anh chị. Có thể một phần nó bị lạc hay, hoặc là bay xa quá về không kịp. Thì vì sao mà chúng tôi biết được như vậy, cô bác biết sao không? Là chúng tôi đốt những cái ổ á, đốt chết, hồi xưa có bắt á, đốt chết những cái ổ, giờ thì không còn bắt nữa. Giờ thì chúng tôi bảo tồn và không có bắt ong nữa. Thì ngày xưa chúng tôi bắt đốt chết hết để mình mới lấy được con, không nó sẽ không có lấy được. Lấy con nó làm ăn ngon lắm. Thì sáng hôm sau quay lại thì vẫn thấy ong, vẫn thấy ong nó tụ hội ở đó, rất là cũng khá khá đó. Là những con ong đó là ở đâu cô bác anh chị không biết không, là những con ong mà nó đi kiếm ăn hoặc nó làm đi kiếm mồi rồi đó, rồi nó về không kịp hoặc là nó bị lạc đường á, sáng mai nó về thì nó sẽ còn, chứ không phải là lúc nào trong ngày đó nó cũng về hết nha cô bác anh chị. Nó kiếm chỗ nó về không kịp thì nó kiếm chỗ nó ngủ đâu đó, hoặc là một số con ong lúc mình đốt á thì cái cánh nó con ong nó bay gần chúng tôi quá, cái cánh của nó cháy chưa hết á, nó chỉ tạm thời rớt xuống thôi, hoặc là nó lủi ở đâu đó rồi sáng mai nó cũng tụ lại cái ổ. Nhưng mà đa số là nó phát hiện rồi cô bác anh chị ơi, rồi chúng tôi phải dọt thôi. Có một con ong nó tình ý quá, nó phát hiện rồi cô anh chị đây, hên quá không bị nó chích cô anh chị. Trời ơi, nó bay ngay cái trán của chúng tôi luôn. À, con ong đó kêu bằng là quá khôn luôn, đúng là loài động vật nó tinh vi quá cô bác anh chị. Ở bây giờ một phen hú vía. Bây giờ thì video đến đây thì cũng đã dài rồi. Trời cũng tối rồi. Chúng tôi cũng muốn quay nữa để chia sẻ với cô bác anh chị, nhưng mà thôi giờ chạy về thôi. Rồi. Rồi kính chào cô bác anh chị ha. Trời cũng tối luôn rồi.